gia tộc tu tiên lưu, trọng sinh văn, thăng cấp văn một cái đến từ làm Tinh thiếu niên xuyên việt đến dị thế giới, luyện khí không có thiên phú, linh căn thuộc tính bất đồng cũng luyện không được đan, nhỏ yếu bất lực hắn lại nên như thế nào sinh tồn được đây? Bất quá cũng may, đến từ làm Tinh hắn xuyên qua thức tỉnh một đôi có thể nhìn thấy khí vận con mắt, sự tình lập tức liền biến đơn giản hơn rất nhiều. Có kiếp trước tri thức, Lâm Huyền Thanh quyết đoán bồi dưỡng linh thực, thu phục tương lai khí vận chi tử tại cường đại khí vận gia trì dưới, hắn phát hiện tu tiên thoáng cái trở nên đơn giản như thế, linh vật có, bảo vật cũng có, hết thảy đều sẽ có. Đây là câu chuyện về một gia đình nhỏ đang dần trỗi dậy. Nhân vật chính Lâm Huyền Thanh, tiểu thuyết mấu chốt Gia tộc tu tiên Từ nhỏ gia tộc đến tuyệt thế tiên tộc không đạn cửa sổ, gia tộc tu tiên từ nhỏ gia tộc đến tuyệt thế tiên tộc TXT toàn tập đao loạt, gia tộc tu tiên. Từ nhỏ gia tộc đến tuyệt thế tiên tộc chương mới nhất đọc. Chương 1 Rừng Huyền Thanh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Huyền Hoàng Giới, Ly Châu, Thương Sơn Vực Thương Sơn Vực là một trong Ly Châu cửu vực, nằm ở phía tây bắc Ly Châu, mà chủ nhân trong đó chính là Lâm Gia Ngưng Nguyên Gia Tộc cấp 3. Tiếng chuông len ken quanh quẩn trên dãy núi, đánh thức mọi người đang ngủ say. Trong một đồng phủ cấp hai dưới chân núi Thương Sơn, trong động phủ tràn ngập linh khí nồng hậu như nước, giữa động phủ ngồi xếp bằng một thiếu niên áo trắng dáng người mảnh mai. Lâm Huyền Thanh tâm niệm khẽ động, toàn lực vận chuyển gia tộc truyền xuống cơ sở công pháp, hấp thu bốn phí như sương mù tràn ngập linh khí, nhưng càng nhiều linh khí cũng là bị ánh mắt của hắn hấp thu. Thật lâu sau, hắn dừng động tác của mình, cảm thụ được không ngừng bị ánh mắt sợ hấp thu linh khí, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vui sướng thần sắc, 16 năm, chính mình ngón tay vàng rốt cục muốn tới sao. Lâm Huyền Thanh kiếp trước là Lam Tinh Thượng một cái nhiệt tình yêu thương các loại võng văn người bình thường, cơ duyên xảo hợp chi hạ đến thế giới này đã 16 năm, tại đây 16 năm hắn cũng từng mê mang qua, nhưng từ khi hiểu rõ có người tu tiên loại này tồn tại về sau, hắn liền quyết định muốn trở thành một gã tu tiên giả. Hoàn hảo hắn đời này cha mẹ cũng là tu tiên giả, hắn ngược lại là có được thủy mộc sông Linh căn, tuy rằng sao không được gia tộc kia mấy cái có được đơn thuộc tính thiên linh căn thiên tài, nhưng coi như là không tệ. Húng hồ mình còn có ngón tay vàng. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền Thanh sờ sờ ánh mắt của mình, tâm thần khẽ động, trong con người vốn màu đen lặng lẽ bò lên một vệt linh quan nhàn nhạt không dễ phát hiện, như hơi nước tràn ngập con người của hắn. Lâm Huyền Thanh vận chuyển thần thức của mình nhìn về phía mình, chỉ thấy trên đỉnh đầu của mình bay một mảnh khí vụ màu trắng, khí vụ màu trắng ở giữa có một mạc màu đỏ thẫm. Hắn tập trung nhìn lại, lại phát hiện đó là một luồng khí vụ màu đỏ thẫm, cắm rễ thật sâu ở trong khí vụ màu trắng, phản phất như là đinh đem khí vụ màu trắng phiêu diêu ổn định lại, mà bốn phía khí vụ màu trắng kia có khí vụ màu đen nhàn nhạt. Nhưng những thứ này màu đen khí vụ phản phất như là trong gió ngọn đến bình thường, phiêu diêu bất định, phản phất tùy thời sẽ tiêu tán bình thường. Lâm Huyền Thanh trong lòng hiểu rõ, kia phiến màu trắng khí vụ hẳn là chính mình khí vận, về phần kia một luồng màu đỏ thẫm khí vận, hẳn là lâm gia sở hữu khí vận, về phần khí vận màu sắc rốt cuộc là đại biểu cho ý tứ gì, chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Xem ra đây chính là ngón tay vàng của mình, từ khi xuyên qua đến thế giới này tới nay, con mắt của mình cùng người khác con mắt bất đồng, luôn có thể nhìn thấy một ít người khác không nhìn thấy đồ vật. Ngay lúc đó Lâm Huyền Thanh còn tưởng rằng mình bị quái bệnh gì, Kết quả ở trong gia tộc người kiểm tra dưới mới biết được đây chính là chính mình thức tỉnh huyết mạch Thiên Phú. Thương Sơn Lâm gia truyền thừa lịch sử lâu đời, gia tộc trong lịch sử cũng xuất hiện qua vài trường hợp như vậy thức tỉnh huyết mạch Thiên Phú ví dụ, mà thường thường có được Thiên Phú người càng có thể thích hợp tu luyện, có thể ở tu luyện trên đường đi xa hơn. Trải qua 16 năm không ngừng thăm dò, hắn phát hiện Thiên Phú của mình chính là có thể nhìn thấy vận mệnh của mình và người khác còn có thể thông qua vận mệnh để phán đoán vận thế của người khác. Lâm Huyền Thanh trong lòng hiểu rõ, buông tha tiếp tục tìm tội nghiên cứu ngón tay vàng, được lợi từ ngón tay vàng hấp thu đại lượng linh khí, chính mình sắp muốn đột phá. Theo công pháp không ngừng vận chuyển, đại lượng linh khí bị hắn hấp thu, Lâm Huyền Thanh cố gắng khống chế linh khí lưu động, đem nó hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình, theo linh khí không ngừng cọ rửa, kinh mạch của Lâm Huyền Thanh không ngừng khuếch trương, rất nhanh liền đạt tới giá trị cực hạn của bản thân, theo linh khí tiếp tục tràn vào, kinh mạch tiếp tục khuếch trương. Theo linh khí tràn vào, Lâm Huyền Thanh trên người bộc phát ra một cổ nhàn nhạt ba động, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng tươi cười, rốt cục đột phá đến luyện khí tầng 4. Theo Lâm Huyền Thanh được biết, cảnh giới tu luyện có mấy tầng cảnh giới luyện khí, trúc cơ, ngưng nguyên, tử phủ, kim đan, về phần tầng thứ cao hơn, trong gia tộc thì không có ghi chép, yên lặng vận chuyển công pháp, cố gắng chữa trị chính mình sau khi đột phá kinh mạch, chính mình rốt cục có thể đi ra ngoài lịch lãm. Gia tộc quy định, phàm là người đột phá luyện khí trung kỳ đều phải đi ra ngoài lịch lãm, hoặc là học tập một môn tu tiên bách nghệ, hoặc là đi ra ngoài nhậm chức ở lãnh địa gia tộc, trảm yêu trừ ma, tăng lên sức chiến đấu của mình. Từ nhỏ đến Đại Lâm Huyền Thanh đều không có rời đi qua Thương Sơn, tự nhiên đối với thế giới bên ngoài thập phần hướng tới, chính mình có kiếp trước ký ức, tự nhiên hy vọng nhìn thấy cái này tu tiên thế giới càng nhiều phong cảnh đúng lúc này thiên phú của mình đột nhiên truyền đến cảm giác nguy cơ nhàn nhạt lâm huyền thanh trong lòng cả kinh vội vàng vận chuyển năng lực thiên phú của mình lại phát hiện bên cạnh khí vận của mình trong gương đột nhiên xuất hiện hắc khí nhàn nhạt chợt nhìn qua hắc khí này liền cho hắn một loại cảm giác điềm xấu đây chẳng lẽ là nắm mốc trong truyền thuyết sao rốt cuộc có kiếp trước ký ức tồn tại hắn rất nhanh liền kết hợp cảm thụ của mình xác định loại khí này thành phần cho dù không phải nhưng phỏng chừng cũng không khác biệt lắm dù sao cũng không phải thứ gì quá tốt nhưng tại sao lại xuất hiện trên người tôi hắn có chút khó hiểu nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì sắc mặt biến đổi chẳng lẽ là rèn luyện không lâu sau đó sao cái này đúng rồi tuy nói mỗi lần lịch lãm đều có trưởng bối gia tộc chăm sóc nhưng là luôn luôn chăm sóc không được thời điểm nếu như lựa chọn tập được một môn tay nghề còn tốt, ngược lại là cơ bản sẽ không có nguy hiểm quá lớn, nếu là lựa chọn ở bên ngoài nhậm chức mà nói, một ít chiến đấu chỉ sợ là tránh không được. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền Thanh không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, cái khác xuyên việt giả không phải luyện khí luyện đang cái gì vừa học liền biết sao, như thế nào đến chính mình nơi này liền học không được đâu. Luyện đang còn dễ nói, mình tốt xấu gì cũng có một linh căn theo lý thuyết luyện đang là miễn cưỡng có thể. Nhưng thật đáng tiếc, mình không có thiên phú này. Mà luyện khí thì càng không cần phải nói, ngươi để cho mình một cái thủy mộc sông linh căn người đi hỏa mạch bên cạnh luyện đan, đây không phải là cho mình tìm không được tự nhiên sao? Nhắc tới cũng lạ, Lâm gia ở Tây Bắc, bên ngoài thương sơn chính là một mảnh sa mạc mênh mông, người trong tộc đa số là ba loại linh căn hỏa thổ kim này, hết lần này tới lần khác xuất hiện một vị loại như hắn, ngược lại có chút kỳ quái xem ra mình là di truyền linh căn của mẫu thân, mẫu thân của lâm huyền thanh cũng là thủy mộc sông linh căn, là trưởng lão của lâm gia đan đường, chủ quản phương diện bồi dưỡng thảo dược cùng luyện đan này, nàng ngược lại dự định để cho lâm huyền thanh kế thừa y bác của mình, nhưng lâm huyền thanh không có thiên phú luyện đan, ngược lại phương diện bồi dưỡng linh thực có chút thành tựu, dù sao đi ra ngoài nếu không nhận ra một ít dược liệu quý hiếm kia chẳng phải là rất thiệt thòi sao? lâm huyền thanh có chút lạc quan nghĩ đến nhìn khí vận của mình bên cạnh nhàn nhạt màu đen, Lâm Huyền Thanh sắc mặt không thay đổi, lấy màu đen mỏng manh trình độ đến xem, nghĩ đến chính mình chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, vài ngày sau gia tộc lịch luyện cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra thần sắc cao hứng, chỉ cần mình có thể hảo hảo lợi dụng thiên phú của mình, chính mình tương lai tiên lộ khả kỳ a. À. Trong động phủ, phản phất là cảm ứng được đột phá của hắn, linh khí bốn phía sương mù lặng yên biến mất một tấm ngọc bài màu xanh biết từ trên tường rơi xuống trên ngọc bài khắc chính là tên của hắn lâm huyền thanh vội vàng tiếp nhận rơi xuống thân phận ngọc bài nhìn phía trên con số có chút khóc không ra nước mắt mặt trên vốn có gần hơn một ngàn điểm cống hiến con số hiện tại chỉ còn lại có hơn hai trăm điểm chương 2 hối đoái phù truyện bạn đang nghe tại truyện chấm audio phải biết rằng hắn một tháng gia tộc sở phát điểm cống hiến cũng chỉ có ba mươi điểm hơn nữa tới luyện khí hậu kỳ sau đó liền muốn dựa vào chính mình lao động đến thu hoạch điểm cống hiến chính mình có thể có nhiều như vậy điểm cống hiến vẫn là những năm gần đây chính mình thật vất vả tích góp được tiền tiêu vặt không nghĩ tới cái này toàn bộ cho tiêu hết hoàn hảo thành công thức tỉnh thiên phú bằng không chính mình chỉ sợ muốn thiệt thòi chết ai đây chính là tiền riêng ta tiết kiệm được từ nhỏ đến lớn a à, không nghĩ tới chỉ còn lại một chút như vậy nếu không là thiên phú thức tỉnh sẽ hấp thu đại lượng năng lượng bằng không chính mình cũng sẽ không xa xỉ đến thuê nhị giai động phủ dù sao chính mình tu luyện chỉ dùng nhất giai động phủ như vậy đủ rồi nhìn con số phía trên có chút đau lòng thu hồi thân phận ngọc bại của mình lâm huyền thanh phất tay thi triển một đạo pháp thuật thành lý trên người mình một chút mở ra cấm chế động phủ liền đi ra ngoài đi ra động phủ chiếu vào trong mắt lâm huyền thanh chính là từng dãy tùng tùng cao lớn dưới tùng tùng mọc ra một ít thảo dược thỉnh thoảng còn có một hai con gà rừng từ trong đó chạy qua nhìn thấy thân ảnh của chúng nó lâm huyền thanh không khỏi có chút thèm ăn phụ thân mang hắn ngược lại là ăn vụng một hai con trong đó mùi vị kia quả thực chỉ bất quá không tới hai ngày liền bị mẫu thân phát hiện nếu lấy lỗ tai phụ thân để cho hắn một lần nữa bắt mấy con trả lại cho gia tộc nghĩ đến đây lâm huyền thanh khóe miệng hơi nhếch lên tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến loại cây tùng này là gia tộc bỏ ra số tiền lớn từ phía nam cấy ghép tới dưới sự tẩm bổ của linh mạch mới có thể sống sót trong đó lại sinh ra linh thực cấp ba mấy ngàn năm tuổi hương vị hạt thông kết ra trên đó cũng rất tốt lâm huyền thanh bước nhanh lên đỉnh núi một mảnh kiến trúc quần thể ở trên đường ngược lại là không thấy mấy người hành tẩu dù sao lâm gia tộc người chỉ cần đột phá luyện khí trung kỳ liền bắt đầu chính mình lịch lãm hành trình hiện tại có thể ở lại trên núi chính là một ít chưa tu hành hai đồng vả lại những hài tử này phần lớn đang học tập một chút tri thức hiện tại chính là học tập thời gian vậy có thể gặp được chúng nó lâm huyền thanh ngược lại là gặp mấy đôi tuần tra gia tộc tu sĩ đơn giản chào hỏi liền hướng đỉnh núi một chỗ đại điện đi đến cửa đại điện một gã tóc hoa trăm lão giả đang nằm ở trên ghế nằm ông một quyển sách lật xem gian đại điện này chính là nơi ở của lâm gia thứ vụ ti về điểm cống hiến hoán đổi chính là ở chỗ này tiến hành Lâm Huyền Thanh chính là chuẩn bị ở chỗ này hoán đổi một ít phù triện cùng nhu yếu phẩm ra ngoài rèn luyện, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lâm Huyền Thanh đi lên phía trước, nhìn lão nhân trước mắt cung kính nói: "Tạm thúc công, ta tới đổi một ít phù triện." Lão nhân buông đạo kinh trước mắt xuống, có chút nghi hoặc nói: "Là Huyền Thanh a, à, ngươi đột phá luyện khí trung kỳ sao, xem ra là muốn lịch lãm đi, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có lưu lại phù triện sao?" lâm huyền thanh gãi đầu nói những phù triện kia đều dùng để bảo vệ tính mạng ta muốn đổi một ít phù triện thường dùng lão nhân gật đầu phất phất tay ý bảo hắn tự mình đi vào lập tức lại nằm trên ghế nằm lâm huyền thanh thấy nhưng không thể trách từ khi hắn phát minh ra ghế nằm các lão đầu tử trong gia tộc đều thích vô cùng ngay cả thái độ đối với hắn cũng tốt hơn không ít đây đại khái chính là thu hoạch ngoài ý muốn đi sờ sờ cái mũi lâm huyền thanh thi lễ một cái rồi đi vào trong đại điện trong đại điện đặt một cái quầy một cái sắc mặt thật thà tráng kiện thanh niên ngồi ở phía sau quầy thấy hắn đi đến đứng dậy chào hỏi hắn lục ca hôm nay là anh trực ban sao sao lại thanh tĩnh như vậy thấy đại điện trống rỗng trước mắt lâm huyền thanh có chút kinh ngạc hỏi ừ khu mỏ xảy ra chút chuyện tu sĩ gia tộc bị điều đi một ít hiện tại nơi này vẫn là ta làm nhiệm vụ nghe hắn hỏi lâm huyền tung giải thích một câu đồng thời chuyển đề tài huyền thanh ngươi tới nơi này muốn đổi cái gì lâm huyền thanh nghe thấy hắn hỏi liền nói lên yêu cầu của mình lục ca đây không phải là sắp đi lịch lãm rồi sao ta muốn đổi một ít phù triện nhất dai thanh niên cẩn thận cảm thụ khí tức của hắn trong lòng hiểu rõ gật gật đầu xoay người đi vào sâu trong đại điện ý bảo lâm huyền thanh ở chỗ này chờ nhìn động tác của hắn Lâm Huyền Thanh cũng không có kỳ quái, dù sao vị lục ca này không giỏi ăn nói, đối với bất luận kẻ nào cũng là như vậy, cũng không phải có ý kiến với hắn, gia tộc an bài hắn ở chỗ này cũng không phải không có nguyên nhân, dù sao như vậy ngươi cũng không lôi kéo được gần như không phải sao. Không lâu sau, thanh niên liền đi trở về, vung tay lên, liền từ bên hông trong túi trữ vật lấy ra mấy sắp phù triện, đặt ở trên quầy. Đây là vài loại phù triện thường dùng trong luyện khí kỳ, hỏa cầu thuật, băng trùy thuật và phong nhận thuật phù triện hai điểm cống hiến một tấm thổ động thuật 5 điểm cống hiến một tấm khinh thân thuật phù triện một điểm cống hiến một tấm kim cương phụ 4 điểm cống hiến một tấm lâm huyền thanh yên lặng bắt đầu tính toán trong lòng lục hỏa cầu thuật và băng trùy thuật mỗi loại 30 tấm ba loại còn lại 8 tấm sau khi nói xong liền đem thân phận ngọc bài của mình đưa qua 200 điểm cống hiến trên mặt lâm huyền tung hiện lên vẻ kinh ngạc có chút ngạc nhiên, hắn làm sao có thể mua nhiều phù triện như vậy, dù sao hắn chỉ là luyện khí trung kỳ, đi ra ngoài rèn luyện bình thường sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một chút, liền tiếp nhận Ngọc Bài bắt đầu thao tác bên cạnh quầy. Chỉ thấy hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, trên quầy liền xuất hiện một cái trận pháp, đem Ngọc Bài đặt lên sau, trận pháp hơi hơi tỏa sáng, trên đó con số liền giảm bớt 200. Mặc dù đã sớm biết thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ cũng không thấp, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là để cho hắn có chút ngạc nhiên. Mặc dù ở thế giới này không có lấy điện năng làm năng lượng khoa học kỹ thuật tồn tại, nhưng lấy linh khí làm năng lượng trận pháp vẫn là có cùng kiếp trước khoa học kỹ thuật đồng dạng tác dụng, hơn nữa trận pháp hạng mức cao hơn, rất nhẹ nhàng liền có thể làm được kiếp trước không làm được sự tình. Vương Tây tiếp nhận thân phận ngọc bài của mình, Lâm Huyền Thanh vẫn có chút đau lòng. Dù sao điểm cống hiến tồn tại nhiều năm thoáng cái đã tiêu hết, vẫn có chút đau lòng may mà mình có pháp khí cha mẹ tặng, bằng không lần này chỉ có thể tay không ra trận. Tiếp nhận phù triện lục ca đưa tới, đem chúng nó thu vào trong túi trữ vật, Lâm Huyền Thanh liền xoay người rời khỏi thứ vụ điện, trong đại điện lại khôi phục an tĩnh. Đổi xong phù triện về sau, Lâm Huyền Thanh liền lại đi đỉnh núi một gian khác đại điện, đem chính mình đột phá luyện khí trung kỳ tình huống báo lên gia tộc, dù sao gia tộc đối với luyện khí trung kỳ vẫn là có chút trợ cấp. Đăng ký xong về sau, Lâm Huyền Thanh liền trở về hắn ở thế giới này nhà, đây là một chỗ độc lập tiểu viện, trong đó linh khí cũng chính là nhất giai linh mạch bộ dáng, dù sao tu luyện địa phương có tu luyện động phủ tồn tại, mà nơi này chỉ là hắn bình thường đang tu luyện mà thôi, hắn cũng chỉ là luyện khí kỳ, luyện khí kỳ tu luyện ở chỗ này phần lớn đều có thể thỏa mãn. Thương Sơn Lâm gia truyền thừa mấy ngàn năm, ở thời thượng cổ cũng từng xuất hiện không ít đại tu sĩ, hiện tại mặc dù có chút xuống dốc, nhưng những tài nguyên tu luyện này vẫn không thiếu, mà gia tộc ở Thương Sơn lại là một chỗ linh mạch cỡ lớn tam giai hiếm thấy. Tuy nói chỉ là linh mạch tam giai, nhưng phạm vi linh mạch này lại rất lớn, phạm vi mấy trăm km, vừa vặn vây quanh ở giữa, hình thành một bồn địa, vừa vặn có thể nuôi sống mấy trăm vạn phạm nhân lâm gia, hoàn cảnh ở bên ngoài thương. Sơn có thể không quá hữu hảo, muốn nuôi sống nhiều người như vậy lại càng là một chỗ hy vọng xa vời. Lâm Huyền Thanh đi vào viện tử, nhìn viện tử trống rỗng có chút phiền muộn lại nói cha mẹ kiếp này của mình đã có mấy tháng không xuất hiện không biết đang bận rộn cái gì tu sĩ trong gia tộc cũng biến mất hơn phân nửa không biết đi nơi nào đây chính là nguyên nhân hiện tại trên thương sơn có chút quạng cu ẻ bằng không thương sơn lâm gia tộc tu sĩ mấy ngàn thứ vụ điện làm sao lại quạng cu ẻ như vậy trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng cho an nguy của cha mẹ kiếp này phụ thân của mình là tu sĩ ngưng nguyên cảnh hẳn là không có việc gì đi. Chương 3 Lịch luyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lâm Huyền Thanh không biết chính là ở Thương Sơn đỉnh núi nghị sự trong đại sảnh nghị sự về bọn họ một nhóm tham gia thí luyện tu sĩ nơi đi đang bị người nhiệt liệt thảo luận. Tộc trưởng, nhóm hài tử này lịch lãm có muốn hay không đổi địa phương dù sao chúng ta hiện tại nhân thủ không phải rất sung túc nếu như vẫn là theo trước kia phương án nói có thể sẽ xảy ra vấn đề trong đại sảnh một vị nam nhân trung niên dáng người khôi ngô nhìn lão giả trước mắt nhìn không được nói đúng vậy đúng vậy tộc trưởng nếu không thì đổi địa phương khác đi một năm nay không có ảnh hưởng gì lớn trong đại sảnh một ít trưởng lão cũng nhìn không được khuyên nhủ dù sao hiện tại nhân thủ thiếu hụt rất dễ dàng xảy ra vấn đề nghe thấy lời của bọn họ lão nhân chậm rãi mở hai mắt nói chuyện này không cần phải nói đi tới đại mạc lịch lãm là trong tộc tổ huấn dù sao lâm gia chưa từng trải qua đại mạc tẩy lễ cũng không phải chân chính lâm gia về phần nhân thủ sự tình các ngươi không cần lo lắng ta sẽ từ nơi đó điều người đi ổn định cục diện rút một ít người trở về liền đầy đủ lịch lãm cần thiết nghe thấy hắn nói một bên mấy người liếc mắt nhìn nhau thở dài một hơi nếu không là đột nhiên phát hiện một chỗ tam gia linh mạch cần nhân thủ thanh trừ trên đó chiếm cứ yêu thú bầy trong lúc nhất thời rút không ra đầy đủ nhân thủ bằng không bọn họ cũng sẽ không vi phạm tổ huấn. Nếu có thể điều động nhân thủ từ nơi đó, vậy thì không có vấn đề gì lớn. Tộc trưởng, điều động nhân thủ từ nơi đó có hơi vội vàng sao động hay không, dù sao nơi đó vừa mới bị chinh phục, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì thì làm sao bây giờ? Lúc này trong đám người có vị trưởng lão nhịn không được hỏi. Không có việc gì, những gì tộc kia đã đáp ứng hợp tác với chúng ta, có bọn họ hỗ trợ cũng đủ rồi. Lão tộc trưởng thản nhiên nói xong, nhìn về phía trung niên Khôi Ngô nam nhân trước mắt tiếp tục nói. "Mộ Nham, lần này rèn luyện liền do ngươi dẫn đầu đi, ở trong đám hài tử này chọn ra mấy cái thiên tư thông minh, những vị tộc kia muốn cùng chúng ta kết hôn, đây cũng là một trong những điều kiện hợp tác." Trung niên nam nhân gật gật đầu, ngược lại là có chút hâm mộ những hài tử kia, dù sao những ngoại tộc kia hình dạng thế nhưng là không tệ, hơn nữa sinh hạ hài tử có được linh căn cơ hội cũng lớn hơn nhiều đây cũng là gia tộc cùng bọn họ hợp tác trọng yếu một trong những nguyên nhân sáng sớm trong tiểu viện làm đủ chuẩn bị lâm huyền thanh đang ở trong phòng tu luyện trữ vật trong túi thân phận ngọc bài phát ra nhàn nhạt quang mang lâm huyền thanh vội vàng lấy ra thân phận ngọc bại không bao lâu trên ngọc bại liền xuất hiện một câu ngắn ngủi lịch lãm gia tộc sắp bắt đầu buổi chiều đến quảng trường trên đỉnh núi tập hợp nhớ chuẩn bị sẵn sàng nhìn thấy văn tự trên ngọc bại lâm huyền thanh nhíu mày bắt đầu kiểm tra túi trữ vật của mình, sau khi nhìn thấy mảng lớn bánh mì cùng nước sạch trong đó, thở phào nhẹ nhõm. Hắn dù sao cũng là có được trí nhớ kiếp trước, tại nghe được thí luyện ở trong đại mạc cử hành thời điểm hắn liền chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đại lượng bánh mì cùng nước sạch, huống hồ kiếp trước tham ăn huyết mạch để cho hắn cũng sẽ không bạc đại chính mình, trữ vật trong túi còn có đơn giản dụng cụ làm bếp cùng gia vị, chính là vì trên đường làm chuẩn bị. Về phần những người không nhìn thấy câu nói cuối cùng, chỉ sợ cũng phải chịu một chút đau khổ. Lấy hắn đối với gia tộc tu sĩ hiểu rõ, chỉ sợ không ai sẽ chủ động nói cho bọn hắn muốn chuẩn bị những thứ này, dù sau đây cũng là một hồi thí luyện, người có thể chính mình phát hiện đương nhiên là tốt nhất, phát hiện không được vậy thì không có cách nào. Dù sao gia tộc cũng không có hoàn toàn ngầm miệng, người có thể phát hiện đó là bản lĩnh của ngươi. Buổi chiều, trên đỉnh núi Quảng Trường, mấy chục cái tham dự lần này lịch lãm thiếu niên thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ, một ít mặt thanh bào người đứng ở quảng trường bốn phía huyền thanh tới nơi này một thiếu niên dáng người tròn vo trong đám người vẫy tay với lâm huyền thanh lâm huyền thanh khóe miệng co rút người này chỉ sợ có cái gì xả giao ngưu bức chứng nếu không là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hắn thật muốn làm bộ không nhận ra hắn hít sâu một hơi lâm huyền thanh bất đắc dĩ đi về phía hắn lâm huyền minh ngươi không thể nhỏ giọng một chút sao ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì Lâm Huyền Thanh sau khi đến gần tức giận oán giận nói. Hắc hắc. Lâm Huyền Minh cười cười, một tay ông lấy hắn. Đây không phải là sợ ngươi không nhìn thấy sao, ai, Huyền Dịch tới rồi. Huyền Dịch, ta ở chỗ này, mau tới đây. Nghe thấy lời của hắn, một gã thiếu niên tuấn tú mới vừa đi vào quảng trường biến sắc, theo thanh âm nhìn lại, vừa vặn phát hiện sắc mặt trung rẩy của Lâm Huyền Thanh cùng thiếu niên không ngừng vẫy tay, có chút bất đắc dĩ đi tới đi tới lâm huyền thanh phụ cận hai người ánh mắt giao hội một chút đạt thành ý kiến chung hai người đồng thời xuất thủ khống chế được hô to gọi nhỏ lâm huyền minh đem hắn hung hăng đè trên mặt đất ma sát dù sao thân thể của hắn cường hoành cũng không sợ điểm ấy vết thương nhỏ người bốn phía nhìn thấy động tác của ba người bọn họ sớm đã thấy nhưng không thể trách dù sao ba người bọn họ thường ngày cũng là như vậy chơi đùa rất nhanh người đã đến đông đủ xuất phát trên quảng trường trung niên nam nhân sau khi nói xong, liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc phi thuyền, hướng trong đó đưa vào linh khí về sau, phi thuyền rất nhanh biến lớn, bao phủ ở quảng trường phía trên. Đám người lâm huyền thanh lên phi thuyền, phụ văn trên phi thuyền sáng lên, bắt đầu tăng tốc. Lâm huyền thanh nhìn dưới chân thương sơn trở nên càng ngày càng nhỏ, có chút gần sống không sợ hãi, nhưng thật ra những thiếu niên khác có chút ngạc nhiên, nhào nhào bắt đầu nghị luận hắn ngược lại là đối với những thứ này có chút vô cảm dù sao ai khi còn bé bị chính mình vô lương phụ thân nắm lấy ở trên bầu trời bay loạn về sau cũng sẽ đối với phi thuyền loại này chậm rì rì tốc độ vô cảm ai huyền thanh ngươi nói xem khi nào chúng ta mới có thể tự mình bay lên trời a à? lâm huyền minh ở một bên vương ngón tay mập mạp của mình chỉ lên bầu trời nói chờ sau khi ngươi trúc cơ có thể ngự kiếm phi hành phi thuyền vượt qua sơn mạch vượt qua đại địa rất nhanh xuyên qua Thương Sơn Bồn Địa, đi tới Lâm Gia tộc bên ngoài. Cẩn thận một chút, phi thuyền sắp mở lá trắng, chú ý bốn phía. Vừa dứt lời, một đạo màn sáng từ bốn phía phi thuyền dâng lên, bao lấy phi thuyền. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, người áo bào xanh cùng đi lên ngay ngắn trật tự bắt đầu bố phòng, thấy trận thế của bọn họ, thiếu nam thiếu nữ trên phi thuyền có chút khủng hoảng, cũng bắt đầu tự chuẩn bị, thậm chí còn lấy ra phù triện yên tâm đi đây chỉ là đề phòng vạn nhất thôi dù sao lúc này mới vừa rời khỏi tộc địa có thể có nguy hiểm gì lời còn chưa dứt chỉ thấy một con chim lớn màu xanh từ không trung nhào tới hướng về phía phi thuyền mà đến ngươi cái miệng quạ đen này nói xong lâm huyền thanh vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra thanh nhàm kiếm của mình cảnh giác nhìn phương hướng chim lớn vọt tới người bốn phía phần lớn cũng móc ra pháp khí của mình nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp bốn phía bóng người áo xanh cũng không có ý đề phòng chỉ là một bộ xem kịch vui tư thế còn thỉnh thoảng lẫn nhau bình luận một chút lâm huyền thanh biến sắc lặng lẽ vận chuyển thiên phú của mình nhìn về phía khí vận của mình lại phát hiện hắc khí trên khí vận màu trắng của mình so với trước khi xuất phát quan sát được ít hơn rất nhiều theo con chim lớn này đến mốc meo tiêu tán đại bộ phận chỉ để lại một bộ phận không đáng kể sắc mặt lâm huyền thanh tối sầm nhất là nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa của Lâm Huyền Dịch ở một bên, một tay ông cổ hắn, giả bộ hung tợn nói. Nói, ngươi biết cái gì? Chương 4 Thú Linh Đan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Theo con yêu thú phi hành kia không ngừng tiếp cận, thân hình khổng lồ của nó bắt đầu xuất hiện trước mắt đám người Lâm Huyền Thanh, vô luận là móng vuốt thon dài hay là đôi cánh như kim thiết kia, cùng với mỏ cứng trắng như kim thiết kia đều nói rõ sức chiến đấu đáng sợ của khí, hơn nữa từ khí thế phát ra trên người đến xem, đây chỉ sợ là một con yêu thú trúc cơ kỳ. Trong lúc nhất thời, phi thuyền trên bông tàu rối loạn lên, Lâm Huyền Thanh ngược lại là không có khẩn trương, nếu không có nguy hiểm, đó chính là trong gia tộc tu sĩ. Lâm Huyền Dịch ở một bên có chút kích động, giống như nhìn thấy người quen. Lâm Huyền Thanh nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, cùng lâm huyền minh ở một bên liếc nhau một cái bắt đầu vây quanh hắn vẻ mặt cười xấu xa nhìn hắn thành thật khai báo đừng để cho chúng ta nghiêm hình bức cung vậy thì không có ý nghĩa bằng không nếu không thì sao lâm huyền dịch mặt không đổi sắc hỏi huyền minh thứ ta bảo ngươi chuẩn bị đâu lâm huyền thanh nhíu mày hướng tiểu mập mập lâm huyền minh bên cạnh ra hiệu lâm huyền minh không có hảo ý cười cười từ trong túi trữ vật móc ra một cái màu trắng địa tinh thạch đưa cho hắn đây là lưu ảnh thạch mang từ vạn tượng tiên thành tới hiệu quả rất tốt ta đặc biệt nhờ người mang đến lâm huyền thanh tiếp nhận tinh thạch nhìn hắn nói huyền minh ngươi nói nếu chúng ta đem huyền dịch quần áo cho làm ướt sau đó cho hắn chụp lại ngươi nói trong tộc các thiếu nữ có thể hay không có người mua đâu này nói xong đưa mắt nhìn hắn hắn cũng hiểu ngay tiếp lời vẻ mặt kích động nói khẳng định có người mua a à, lấy huyền dịch tướng mạo trong gia tộc người theo đuổi cũng không phải số ít ta xem nếu không chúng ta đem hắn ấn ra đi cái này một cái lưu ảnh thạch cũng quá ít nhiều người như vậy làm sao có thể đây khuôn mặt mập mạp của lâm huyền minh lộ ra một nụ cười xấu xa đồng thời nghĩ ra một chủ ý tốt hơn lâm huyền thanh hai mắt tỏa sáng vỗ vỗ bờ vai của hắn không nghĩ tới tiểu tử này còn rất có thương nghiệp thiên phú sao được rồi ta nói là được lâm huyền dịch ở một bên nhìn không được đoạt lấy tinh thạch trong tay bọn họ thu vào trong túi trữ vật nhìn hai người mở miệng nói đây là linh thú của dì úc ta ta ở trong gia tộc đã gặp qua đây là lần này tới hộ về chúng ta lâm huyền gật đầu thầm nghĩ quả nhiên như thế trên lầu các trên bông tàu nam tử trung niên mang theo đám người lâm huyền thanh đi ra nhìn thấy cảnh tượng loạn thành một đoàn trên bông tàu khóe miệng co rút truyền âm cho người trên cự điểu. Được rồi, mộ vân, có chừng có mực đi, ngươi xem ngươi làm ra bao nhiêu loạn. Ai nha, tứ ca ta đây không phải là rèn luyện lá gan của bọn họ một chút sao, nếu không sau này làm sao đối mặt với yêu thú A. Xa xa, một thanh âm giảo hoạt xuyên qua chữ Y, bắt đầu biện giải cho hành vi của mình. Từ nam nhân nhướng mày, nhìn về phía không trung, linh lực bốn phía bắt đầu nhanh chóng hội tụ, hiển nhiên là đang chuẩn bị một pháp thuật cỡ lớn hành động này của hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người trên bông tàu đây là làm sao vậy ngươi không phải là tiểu di ngươi linh thú sao như thế nào thoạt nhìn giống như nham trưởng lão lại muốn động thủ lâm huyền thanh tò mò hỏi lâm huyền dịch ở một bên đoán chừng là nàng lại chọc nham trưởng lão tức giận rồi lâm huyền dịch có chút bất đắc dĩ nói trên bầu trời thấy hắn tức giận người trên yêu thú kia có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thu liễm khí thế của bản thân, chậm rãi rơi về phía phi thuyền. Ngay tại sắp tiếp cận phi thuyền mạng sáng lúc, trên tay của nàng đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch quan, mạng sáng phản phất cảm ứng được cái gì giống như mở ra một cái lớn nhỏ thích hợp lỗ hổng, đem các nàng thả vào. Yêu thú to lớn kia rơi vào trên bông tàu, từ trên lưng nhảy xuống một nữ tử dáng người thon dài, mặc váy đỏ, đi lên lầu cát. Lần này chỉ có một mình ngươi tới sao? thấy nàng đi tới, trung niên nam nhân nhướng mày, mở miệng hỏi. Không có, còn có lục ca, cửu ca bọn họ hai người, bọn họ đi phía trước chuẩn bị. Ừ, người đàn ông trung niên gật đầu, không nói tiếp. Trên bông tàu, nhìn thấy bóng người nhảy xuống, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ tới đây rèn luyện đều thở phào nhẹ nhõm. Mà con Linh cầm trúc cơ kỳ kia lại nằm úp sắp xuống một bên, mặc dù có người muốn tiến lên nhìn xem, nhưng khiếp sợ khí thế trúc cơ kỳ của hắn ngược lại không ai dám tiến lên. Lâm Huyền Minh chỉ chỉ con linh cầm kia, trong mắt tinh quang chật lóe, nói với hai người bên cạnh. Huyền dịch ngươi không phải nói đó là gì nhỏ của ngươi sao, nếu không chúng ta đi qua xem một chút, chỉ cần ngươi đến ta xem một chút, ta liền đem sổ sách lần trước của ngươi miễn đi. Lâm Huyền dịch biến sắc, vừa định cự tuyệt, nhưng chịu không nổi Lâm Huyền Minh nhõng nhẽo cứng rắn, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Đi thôi. Nói xong, liền mang theo hai người đi về phía Linh Cầm. Một bên người áo xanh sau khi nhìn thấy, vừa định ngăn cản, liền bị các lầu trên nữ nhân ngăn cản. Người đàn ông bên cạnh cảm nhận được động tĩnh, cũng hứng thú nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy động tác của ba người, cũng không có ngăn cản, đều là linh thú nhà mình, dù sao cũng sẽ không bị thương, nhiều lắm là bị chút kinh hãi mà thôi. Sau khi ba người đến gần, phi cầm đột nhiên xoay người mà lên, dựng thẳng cánh của mình lên thật cao, hướng về ba người không tiếng động rít gào đồng thời khí thế trúc cơ kỳ phun trào ra hướng về bốn phía khuếch tán mà đi nhưng để cho người chung quanh có chút thất vọng chính là trong ba người chỉ có lâm huyền minh bị dọa nhảy dựng lui về phía sau vài bước lâm huyền thanh hai người cũng không có động tác chỉ là lẳng lặng nhìn hắn trong con ngư nhân tính hóa của linh cầm hiện lên vẻ khó hiểu chiêu này của hắn lần nào cũng thành công sao hôm nay lại thất bại ở chỗ này chứ nghĩ như vậy lại là hướng về phía hai người lớn tiếng rít gào lên khóe miệng lâm huyền thanh giật giật vương tay vỗ lên đầu nó một cái mà lúc này đám người bốn phía đều sợ ngay người đây chính là trúc cơ linh thú a hắn làm sao dám a đây là không muốn sống sao linh cầm trên bông tàu sửng sốt một chút trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ hung lệ hắn quyết định phải cho tiểu tử trước mắt một chút giáo huấn nó chính là linh thú trúc cơ chút tôn nghiêm của cường giả này vẫn phải có Nghĩ tới đây, Linh cầm dần dần đứng dậy, thân hình khổng lồ nhìn chầm chầm tiểu tử trước mắt, khí tức hung tàn bắn ra, hung tận nhìn thiếu niên trước mắt. Nữ nhân trên lầu các biến sắc, thấy động tác của nó, vội vàng chuẩn bị xuống ngăn lại. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh ngăn cản cô. Nữ nhân khó hiểu nhìn về phía hắn. Không có việc gì, tiểu tử kia có chừng mực, chút khí thế này còn không dọa được hắn. Trên bông tàu, Lâm Huyền Thanh nhìn yêu thú trước mắt, từ trong túi trữ vật móc ra một bình ngọc màu xanh, ném về phía Linh Cầm trước mắt. Linh Cầm nghiêng đầu, nhìn bình ngọc bị ném tới, vương miệng ngậm bình ngọc trong miệng. Chương 5 Đến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Linh Cầm cái mũi giật giật, nó ngửi được mùi vị quen thuộc, ánh mắt sáng ngời, đem cái chai cắn nát, nuốt vào Linh đang trong đó. Linh cầm cảm thụ được linh lực ôn hòa truyền đến trong thân thể, hài lòng duỗi thân thể xuống, chính là cảm giác quen thuộc như vậy, đây là linh thú đang đặc biệt cung cấp trong gia tộc, loại cảm giác này là không sai được. Nếu tiểu tử này có thành ý như vậy, bổn đại gia cũng không so đo nó mạo phạm đi. Đúng lúc này, nó lại cảm nhận được quen thuộc linh khí ba động, chỉ thấy Lâm Huyền Thanh trong tay cầm cùng vừa giống nhau cái chai, ở trong tay ném tới. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của nó đều bị cái bình kia hấp dẫn đi qua, tầm mắt theo cái bình ném lên xuống mà chuyển đổi. Lâm Huyền Dịch ở một bên nhìn bộ dáng linh thú nhà mình như vậy, tức giận không chỗ phát tiết, đi lên phía trước, hung hăng dẫm lên móng vuốt của nó một cước. Linh cầm đau đớn nhìn sang một bên, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt chỉ tiết trèn sắt không thành thép của Lâm Huyền Dịch. Linh cầm có chút xấu hổ, như thế nào bị tiểu tử này thấy được, xong rồi, ta một đời anh danh a. À lâm huyền thanh nhíu mày vẫy vẫy tay ý bảo hắn cúi người xuống linh cầm có chút kháng cự ở nơi đó rối rắm lâm huyền thanh thấy thế lại lấy ra vài cái bình cứ như vậy lẳng lặng nhìn nó linh cầm sắc mặt cứng đờ vội vàng cúi người vương đầu cực đại cò cọ trên người hai người vẻ mặt khát vọng nhìn bình ngọc trong tay lâm huyền thanh một màn này nhìn đến ngay người trên phi thuyền mọi người đây chính là trúc cơ yêu thú a làm sao làm như là sủng vật của mình đồng dạng, trong lúc nhất thời mọi người đối với Lâm Huyền Thanh trong tay Linh đang suy đoán rối rít. Lâm Huyền Thanh cười cười, đây chính là mẫu thân mình tự tay luyện chế nhị giai thú Linh đan, vốn là cho phụ thân mình Linh thú ăn, nhưng là tên kia ghét bỏ đẳng cấp quá thấp, Lâm Huyền Thanh liền lưu lại một bộ phận, hiện tại xem ra loại này Linh đan hiệu quả cũng không tệ lắm. Lâm Huyền Thanh kêu gọi hai người bên cạnh đi lên tuốt chim, một màn này quả thực hâm mộ đến trên bông tàu mọi người đây chính là trúc cơ kỳ phi hành linh sủng A, trong bọn họ một ít người mặc dù có trúc cơ kỳ trưởng bối tồn tại, nhưng là trúc cơ kỳ phi hành linh sủng cũng không phải dễ bắt được như vậy. Xúc cảm của linh thú này tuy rằng so ra kém khiếu thiên nhà mình, nhưng cũng rất thuận lợi, nhất là mùi thơm rất đặc biệt. Trung niên nam nhân trên lầu các nhìn thấy hành động của linh cầm, có chút ý vị thâm trường nói. Truy phong của ngươi thật đúng là cao ngạo a. Nữ tử bên cạnh lườm hắn một cái, tức giận nói: "Nếu ngươi có thể lấy thú linh đang cấp 2 ra, hắn cũng sẽ cho ngươi sờ, thế nào, có muốn thử xem không?" Thân thể nam nhân trung niên cứng đờ, tính toán giá trị cống hiến đội thú linh đang, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. "Ta cũng không có điểm cống hiến dư thừa. Vậy thì kết thúc rồi." Nhưng tiểu tử Huyền Thanh này lấy đâu ra nhiều thú linh đang như vậy? Nữ tử bên cạnh nghe vậy, có chút hả hê nói: đoán chừng là đồ ăn của khiếu thiên ta cảm giác phía trên có một tia hơi thở của nó a à, nguyên lai like là như vậy vậy không có việc gì nếu là tam giai yêu thú khẩu phần ăn đoán chừng là chính nó lưu cho huyền thanh tiểu tử này dù sao cũng không ai có thể từ trong miệng nó cướp thức ăn điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới một ít chuyện không tốt nhớ tới cái nào đó tai họa thương sơn trên linh thú viên thân ảnh quyết đoán nằm miệng lại thời gian từng chút từng chút trôi qua ngay tại thời điểm ba người lâm huyền thanh trầm mê triệt điểu phi thuyền trải qua thời gian dài chạy rốt cục đạt tới mục tiêu phi thuyền chậm rãi hạ xuống các ngươi mau nhìn đẹp quá đúng lúc này một bên tiếng hoang hô hấp dẫn ba người chú ý chỉ thấy bọn họ đã đi tới thương sơn bên ngoài vô tận sa mạc bên trên xa xa chân trời một vòng tịch dương đang chậm rãi hạ xuống ánh chiều tà chiếu rọi trên mặt đất khiến cho phía dưới sa mạc thoạt nhìn giống như là một vòng rộng lớn màu vàng bức tranh xinh đẹp cực kỳ. Lâm Huyền Thanh nhìn cảnh sắc phương xa, không khỏi có chút thán phục. Vẫn là phong cảnh thiên nhiên đồ sổ A. À. Thật tình không biết đây chính là khởi đầu ác mộng của bọn họ. Phi thuyền chậm rãi rơi xuống đất, người áo xanh bên cạnh hướng nam nhân trung niên xin chỉ thị. Trưởng lão, muốn thúc giục bọn họ đi xuống sao? Không cần, để cho bọn họ hảo hảo quý trọng thời gian tốt đẹp cuối cùng này đi trung niên nhân nhìn thiếu niên thiếu nữ hưng phấn trên bông tàu ý vị thâm trường nói nữ tử bên cạnh nhìn thiếu niên bên cạnh lâm huyền thanh thở dài thì thào tử nói tự cầu nhiều phút đi huyền dịch sau khi nói xong liền kêu gọi trên bông tàu linh cầm cùng bay lên bầu trời hướng phía phía dưới sơn cốc bay đi phi thuyền chậm rãi hạ xuống đám người lâm huyền thanh đi xuống phi thuyền đi theo người áo xanh trước mắt hướng sơn cốc cách đó không xa đi đến trong sơn cốc đã sớm có người chuẩn bị tốt gian phòng, Lâm Huyền Thanh đám người trải qua một ngày mệt nhọc, rất nhanh liền đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, đã có người đem bọn họ lần lượt đánh thức, đi tới bên trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc buộc mấy chục con lạc đà hai bú cao lớn, những lạc đà này rõ ràng đều là linh thú cấp một, trên người lạc đà treo một bộ túi da, không biết trong đó chứa thứ gì, mà bên cạnh bầy thú, có thuần thú sư của gia tộc đang chiếu cố những lạc đà này, chờ đợi bọn họ đến rất nhanh người đã đến đông đủ bên cạnh đám người lại có thêm hai vị trưởng lão trúc cơ kỳ số lượng người áo bào xanh bốn phía cũng rõ ràng tăng nhiều lên bốn người một tổ mỗi người một con lạc đà các ngươi tự mình phân tổ chuẩn bị khởi hành lần này toàn bộ hành trình chính là dựa vào những lạc đà này xuất hành cũng không cần phi thuyền nam nhân trung niên thấy người đã đến đông đủ mở miệng nói nghe thấy lời của hắn người phía dưới nhau nhau nghị luận Trung niên nhân nhướng mày, nhìn người phía dưới, khí thế trúc cơ kỳ không hề giữ lại tuôn ra, bao phủ trên bầu trời những người này. Nghe rõ chưa? Lâm Huyền Thanh bọn họ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn tìm kiếm chính mình trong lòng lạc đà. Lâm Huyền Thanh lặng lẽ vận chuyển thiên phú của mình, nhìn về phía bầy lạc đà trước mắt. Đập vào tầm mắt phần lớn đều là màu trắng khí vận, ngược lại là trong đó một đầu hơi lộ vẻ già nua lạc đà khí vận có chỗ bất đồng, nó khí vận bên trong có một mạc nhàn nhạt màu đỏ, đây là màu đỏ nhạt khí vận, con lạc đà này không tệ, ngược lại là có tiếng dai trúc cơ tiềm lực, liền chọn hắn. Đám người chung quanh vội vàng đi tới chọn lựa lạc đà, bọn họ lựa chọn đầu tiên chính là những lạc đà trẻ tuổi thoạt nhìn màu lông sáng bóng, thoạt nhìn cao lớn cường tráng. Mà Lâm Huyền Thanh thì chậm rãi lựa chọn con lạc đà thoạt nhìn có chút già nu kia. Một bên mấy vị trưởng lão nhìn thấy Lâm Huyền Thanh lựa chọn, đều là âm thầm gật đầu, tuyển lạc đà cũng không phải là càng trẻ tuổi càng tốt, tuổi trẻ liền đại biểu cho không có kinh nghiệm, ở trong sa mạc không có kinh nghiệm nhưng là sẽ chết người. Đây là huyền thanh đi, chọn không tệ. Mấy người bên cạnh gật đầu, đối với hắn ngược lại có thêm vài phần đồng ý. Chương 6 Đường đi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lâm Huyền Thanh đi tới trước người con lạc đà này, cũng không có sốt ruột cầm lấy dây cương, mà là cẩn thận cảm thụ một chút khí tức của nó luyện khí trung kỳ tả hữu thực lực ở trong đám lạc đà này cũng không dễ thấy ở trong đó hắn thậm chí phát hiện mấy con lạc đà luyện khí hậu kỳ đối với người lựa chọn những lạc đà kia lâm huyền thanh có chút khịt mũi coi thường lấy thực lực luyện khí trung kỳ của bọn họ căn bản không thể hàng phục chúng nó đó là một cái bẫy rõ ràng tuy nói đều là gia tộc thuần phục linh thú sẽ không đã thương người nhưng chỉ sợ ở thời điểm mấu chốt những con lạc đà này chỉ sợ sẽ không nghiêm túc nghe theo mệnh lệnh, mà là dựa theo kinh nghiệm của mình làm việc, cái này ở trong lịch lãm chỉ sợ là tối kỳ A. À. Lâm Huyền Thanh từ trong túi trữ vật lấy ra một bình ngọc màu xanh, sau khi mở bình ra lắc lư trước mắt lạc đà. Sau khi cảm nhận được linh khí ẩn chứa trong đó, con lạc đà có chút già nua này vội vàng đứng lên, nhìn chầm chầm cái bình trong tay hắn. Nhìn thấy động tác của nó, Lâm Huyền Thanh có chút hài lòng, là một linh thú linh trí cao, không có trực tiếp đi lên cướp đoạt. Ta biết ngươi có thể hiểu ta, chỉ cần ngươi nghe ta, ta sẽ cho ngươi một hạt. Lão Lạc đang nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Lâm Huyền Thanh hài lòng gật đầu, quả nhiên là một loại dị chủng, linh trí lại cao như vậy, cũng có thể so sánh với yêu thú trúc cơ bình thường, cái này theo như lời mọi người nói càng già càng yêu sao? Bất quá vẫn là muốn cho nó chút ngon ngọt nếm thử. Lâm Huyền Thanh từ trong túi trữ vật lấy ra hai viên nhất giai thú linh đan, ném cho nó. Lão lạc đà ăn linh đan, linh khí ẩn chứa trong đó bộc phát trong cơ thể nó, dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Huyền Thanh, nó lại trực tiếp tiến giai luyện khí hậu kỳ. Mấy vị trưởng lão một mực chăm chú nhìn nó thấy động tĩnh bên này, thân ảnh vừa động liền hướng bên này chạy tới. Đây là tình huống gì, tứ thúc các người có biết không? Lâm Huyền Thanh ở một bên thấy bọn họ đến, vội vàng hỏi mấy người nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía nữ tử chạy tới. Nhìn tôi làm gì? Khóe miệng nữ tử nhếch lên nói. Ai bảo trong mấy người chúng ta chỉ có người nuôi linh sủng chứ? Nữ tử đành phải vẻ mặt bất đắc dĩ tiến lên. Lão lạc đà bên cạnh cảm nhận được khí tức của mấy người, có chút bất an khịt mũi. Lâm huyền thanh bất đắc dĩ, vội vàng trấn an. Cũng may là linh thú trải qua thuần dưỡng, dưới sự trấn an của hắn bình phục lại nữ tử như cười như không nhìn nhìn hắn lâm huyền thanh không khỏi nghĩ tới hành động lúc trước xấu hổ sờ sờ mũi cũng may nữ tử cũng không có ý truy cứu dù sao cũng là yêu thú của nàng đạt được chỗ tốt nữ tử đi lên phía trước đem tay đặt ở yêu thú trên người đem linh lực đưa vào trong cơ thể nó đến xem xét tình huống của nó thật lâu sau nữ tử chậm rãi thu hồi tay đặt ở trên người nó nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm của người bên cạnh nữ tử mở miệng nói con lạc đà này đã sớm đột phá luyện khí hậu kỳ chẳng qua là bị thương rời xuống cảnh giới mà thôi sau khi nói xong nữ tử xoay người hỏi quản sự một bên con lạc đà này không phải do gia tộc thuần dưỡng chứ quản sự bên cạnh sửng sốt vội vàng hồi đáp con lạc đà này là từ bên ngoài chạy tới không phải gia tộc thuần dưỡng từ nhỏ người phụ nữ gật đầu không nói gì cái này đúng rồi cái này có thể giải thích thông nữ tử xoay người nhìn lâm huyền thanh nói tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ con lạc đà này đột phá luyện khí hậu kỳ xem ra tương lai trúc cơ có hy vọng mấy người bên cạnh nghe thấy lời của nữ tử đều có chút kinh ngạc bất quá đối với nữ tử nói con lạc đà này có thể đột phá trúc cơ ngôn luận mấy người đều là có chút không cho là đúng dù sao trúc cơ nào có đột phá tốt như vậy lâm huyền thanh có chút mừng rỡ xem ra thiên phú của mình quả nhiên không có nhìn lầm đạo khí vận màu đỏ nhạt kia quả nhiên là đại biểu cho khí vận trúc cơ kỳ. Khí vận màu đỏ thẩm kia chính là khí vận ngưng nguyên cảnh. Thấy nữ tử kiểm tra xong, mấy người liền rời khỏi nơi này. Thật lâu sau, tất cả mọi người chọn lựa tốt lạc đà mình ngưỡng mộ. Lâm Huyền Thanh cũng dắt lạc đà của mình đi tới bên cạnh hai người Lâm Huyền Minh. Nhìn hai người cũng chọn hai con lạc đà hơi có chút tuổi già. Lâm Huyền Thanh âm thầm cảm thán, xem ra trên thế giới này người thông minh cũng là không ít a à. thấy tất cả mọi người chọn xong lạc đà của mình người đàn ông trung niên phất phất tay ý bảo mọi người xuất phát rất nhanh người áo xanh liền mang theo những thiếu niên thiếu nữ này bắt đầu xuất phát đi ra khỏi sơn cốc đập vào mắt lâm huyền thanh chính là sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ trên sa mạc quái thạch mọc thành bụi trên sa mạc sinh trưởng cỏ bồng đặc hữu thỉnh thoảng còn có một hai con động vật nhỏ bị đội ngũ kinh hải chạy về phía xa. Đám người Lâm Huyền Thanh ngồi trên lạc đà, nhìn cảnh sắc hoang tàn bốn phía sa mạc, không khỏi có chút cảm thán. Ở Ly Châu Tây Bộ Thương Sơn vực mảng lớn khu vực bên trong, ngoài trừ linh mạch chỗ ở có thể có được phạm nhân chỗ sinh tồn hoàn cảnh, cái khác mảng lớn địa phương đều là một mảnh sa mạc sa mạc, chỉ có số ít động vật mới có thể sinh tồn, mà đại đa số phạm nhân đều sinh tồn ở linh mạch che chở dưới liền lấy lâm bọn hắn vừa mới rời đi chỗ sơn cốc kia mà nói đó cũng là một chỗ nhất gia linh mạch nếu không cũng không có cách nào ở sa mạc bên trên nuôi sống nhiều như vậy phạm nhân cùng linh thú cái này thể hiện ra lâm gia loại này cỡ lớn linh mạch chỗ tốt linh mạch càng lớn liền có thể thừa nhận càng nhiều phạm nhân cũng có thể sinh ra càng nhiều người tu tiên gia tộc cũng có thể càng thêm hưng thịnh mà người của lâm huyền thanh nói muốn đi rèn luyện địa phương chính là ở sa mạc bên ngoài sa mạc ở trong sa mạc lại càng hoang vu, tràn đầy cát vàng khắp nơi, chỉ có ốc đảo có linh mạch mới có thể ở sa mạc ăn mòn dưới có thể sinh tồn. Lâm Huyền Thanh bọn họ muốn đi chính là một cái như vậy cấp hai ốc đảo, đây là lâm gia ở trong sa mạc cứ điểm, hàng năm lịch lãm chính là ở trong ốc đảo này sinh tồn hơn nửa năm. Rất nhanh, bởi vì Lâm Huyền Thanh đám người cưỡi lạc đà đều là luyện khí kỳ yêu thú, bởi vậy tốc độ của bọn họ rất nhanh. Vừa mới bắt đầu người của Lâm Huyền Thanh còn cảm thấy mới lạ, thỉnh thoảng còn cùng người bốn phía xì xào bàn tán, kết quả một đoạn thời gian sau, trên đường buồn tẻ bắt đầu theo đó mà đến, đám người Lâm Huyền Thanh đành phải từ trong túi trữ vật lấy ra linh thạch, bắt đầu dùng tu luyện để giết thời gian nhàm chán của mình. Hoàn hảo Lâm Huyền Thanh lựa chọn chính là một con luyện khí hậu kỳ lạc đà, nó cũng không phải lần đầu tiên đi ra lịch lãm. Con lạc đà này kinh nghiệm phong phú, một đường đi tới ngược lại là rất vững vàng ngược lại là thuận tiện lâm huyền thanh tu luyện dù sao bốn phía có gia tộc hộ vệ tồn tại ngược lại là không cần lo lắng chính mình an toàn vấn đề những người khác thì không giống lạc đà của bọn họ không có kinh nghiệm như vậy hơn nữa đại đa số đều trẻ tuổi khỏe mạnh tinh lực phong phú thích lộn xộn xung quanh người trên lưng căn bản không có tinh lực đến tu luyện công pháp mọi người nhìn lâm huyền thanh ngồi trên lưng lạc đà tu luyện không khỏi có chút hâm mộ nhưng đây là lạc đà mình chọn lựa chỉ có thể tự mình thừa nhận mà thôi. Chương 7 Tử vong sa mạc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chẳng mấy chốc, hành trình một ngày cũng đã kết thúc. Mọi người đói khát khó nhịn dừng chân, người áo xanh bốn phía đội ngũ bắt đầu phân phát thức ăn cho mọi người, nhưng duy chỉ không cho mọi người nước. Mà là báo cho mọi người biết, nước mình dùng trên đường đi liền ở trong túi da hai bên lưng lạc đà. Nhìn túi da hai bên lưng lạc đà, mọi người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai túi da công dụng là như vậy chỉ cần tiết kiệm một chút đủ để họ sử dụng lâm huyền thanh có chút may mắn tuy rằng mình là tu tiên giả nhưng còn không có đạt tới hoàn toàn tích cốc trình độ không có đồ ăn còn có thể ở trên sa mạc này tóm lại có chút động vật nếu như không có nước vậy có thể không dễ sinh tồn hoàn hảo chính mình có kiếp trước ký ức đồng thời chính mình cũng là cái tham ăn dự trữ đại lượng nước hơn nữa chính mình còn có thủy linh căng Thật sự không được cũng có thể sử dụng thủy cầu thuật đến tạo nước. Mà những người khác thì thảm, những người khác đại đa số đều là hỏa mộc tam hệ lâm căn, căn bản không có thủy linh căn tồn tại, trong lúc nhất thời Lâm Huyền Thanh thành bánh trái thân ngon giữa mọi người. Người bốn phía không nhìn giống Lâm Huyền Thanh, nhào nhào bắt đầu lôi kéo làm quen, cũng may sau này thời điểm không có nước mời hắn hỗ trợ, cũng có một ít thiếu nữ quan hệ xa trong gia tộc bắt đầu đối với Lâm Huyền Thanh thầm đưa tin, khiến cho hắn rất chật vật lâm huyền thanh có chút bất đắc dĩ nhưng những người này đều là một cái gia tộc huynh đệ tỉ muội, không tốt lắm cự tuyệt chỉ có thể đáp ứng xuống dù sao chẳng qua là nhiều hao phí một ít linh lực mà thôi không có gì khó khăn thật tình không biết nào có đơn giản như vậy ha ha bọn họ vẫn là có chút ngây thơ a à, dĩ vãng cũng không phải không có thủy linh căng tồn tại tại sa mạc thượng hoàn hảo tóm lại là có chút thủy thuộc tính linh khí nhưng là ở trong đại mạc lấy đâu ra thủy thuộc tính linh khí a sử dụng thủy cầu thủ đến tạo thủy càng chính là vô vọng nói mấy người đã chuẩn bị tốt để xem lâm huyền thanh chê cười ngày hôm sau lâm huyền thanh đám người liền thu thập xong hành lý bắt đầu tiếp tục xuất phát dọc theo đường đi bọn họ ngược lại là gặp được rất nhiều ở trong gia tộc không thấy được cảnh sắc sa mạc bên trên quái thạch mọc thành bụi còn có rất nhiều đặc hữu sa mạc thực vật bọn họ ngược lại là mở rộng tầm mắt Lâm Huyền Thanh ngồi ở lạc đà bên trên, đối với lựa chọn của mình có chút mừng rỡ, xem ra lựa chọn của mình là đúng. Trước mắt con lạc đà này rất có kinh nghiệm, đi lên rất vững vàng, tuyệt không ảnh hưởng hắn tu luyện. Lâm Huyền Thanh hiện tại tu luyện chính là trong gia tộc truyền xuống trụ cột công pháp, tên ngược lại là không có, chỉ là lấy trụ cột công pháp thay xưng, các loại linh căn người đều có thể tu luyện, tuy rằng tốc độ tu luyện so với những công pháp khác chậm một tia, nhưng so sánh với những công pháp khác tu luyện ra linh khí càng thêm hùng hậu một chút, căn cơ càng thêm thâm hậu. Bởi vậy, Lâm gia người có thể đột phá trúc cơ số lượng cũng là so với những gia tộc khác càng nhiều, môn công pháp này có tác dụng rất lớn. Lâm Huyền Thanh không ngừng rút linh khí linh thạch trong tay, loại tảng đá màu xanh như ngọc mà không phải ngọc này chính là linh thạch, loại linh thạch này Lâm Huyền Thanh ngược lại dùng không nhiều lắm, dù sao ở trong gia tộc có điểm cống hiến tồn tại cũng là đối với linh thạch nhu cầu không lớn dù sao ở trong gia tộc tu luyện đều là có gia tộc phân phối đồng phủ linh khí gì đó ngược lại là không thiếu nhưng nếu như xuất hành ở bên ngoài thì không giống nhau trên sa mạc hoang vu này chỉ có một ít chỗ loãng tụ linh khí xa xa không có đạt tới tiêu chuẩn linh mạch lại càng không cần phải nói đem nó ra tu luyện bởi vậy lâm huyền thanh chỉ có thể chọn dùng linh thạch trong túi trữ vật tiến hành tu luyện chọn dùng phương pháp tu luyện linh thạch ngược lại không có tệ đoan gì, chỉ là có chút đốt tiền, nhưng hiện tại không có cách nào, chỉ có thể dùng linh thạch tiến hành tu luyện trước. Hoàn hảo, hành trình phỏng chừng sẽ không quá xa, đợi đến gia tộc ở trong đại mạc cứ điểm về sau, liền không cần dựa vào linh thạch tiến hành tu luyện. Lâm Huyền Thanh yên lặng vận chuyển công pháp hấp thu linh khí linh thạch trong tay không ngừng bổ khuyết kinh mạch có chút trống rỗng trong cơ thể mình. Thời gian cũng từng bước lướt qua trong tu luyện của hắn ba ngày sau đội ngũ rốt cục đi ra khỏi sa mạc trước mắt lâm thần huyền thanh chính là một sa mạc màu vàng sa mạc này vô biên vô hạn không biết bao phủ phương viên bao nhiêu dặm nhìn sa mạc trước mắt này cảm thụ được linh khí ẩn chứa trong đó sắc mặt lâm huyền thanh có chút khó coi trong sa mạc trước mắt lại có linh khí nhàn nhạt mặc dù không đạt tới tiêu chuẩn linh mạch nhưng rất hiển nhiên trong đó sẽ không thiếu yêu thú tồn tại nghĩ đến đây lâm huyền thanh nhìn về bốn phía đội ngũ lại đột nhiên phát hiện người áo bào xanh trong gia tộc bốn phía không tự giác tới gần bọn họ, hiển nhiên là đang phòng ngừa nguy hiểm có thể xuất hiện, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Đúng lúc này, đội ngũ ngừng lại, người trong gia tộc hộ vệ ở đội ngũ bốn phía, đem bọn hắn những này đến lịch lãm người bảo hộ ở chính giữa, nhào nhào lấy ra pháp khí của mình, tràn diện này không khỏi để cho bọn hắn những này gà mờ trong lòng căng thẳng, xem ra kế tiếp hành trình chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Đúng lúc này nam nhân trung niên dẫn đầu đội ngũ xoay người, nhìn đội ngũ nói. Kế tiếp chúng ta sẽ tiến vào trong sa mạc này, sa mạc này được xưng là sa mạc tử vong, trong đó càng có yêu thú nguy hiểm, lại càng không thiếu yêu thú cấp 2, cấp 3, sâu trong đó càng có đại yêu cấp 4 trở lên. Bất quá mọi người cũng không cần sợ hãi, cứ điểm trong gia tộc ở bên ngoài sa mạc, không có yêu thú quá mức cao dai. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, người trong đội ngũ đều ý thức được, hắn đây cũng không phải nói đùa mà là ở trong sa mạc thật sự gặp nguy hiểm mọi người nhao nhao lấy ra pháp khí của mình lâm huyền thanh cũng lấy ra pháp khí của mình một quả trường kiếm màu xanh cùng một quả tiểu thuẫn màu vàng đây là pháp khí lâm huyền thanh cha mẹ ban cho hắn đều là pháp khí nhất giai thượng phẩm một công một phòng đối với hắn hiện tại mà nói đã đủ rồi pháp khí cao cấp hơn lấy linh khí hiện tại của hắn cũng thúc giục không được thấy mọi người chuẩn bị sẵn sàng trung niên nam nhân gật gật đầu đối với bên cạnh mấy vị trưởng lão phân phó nói lão lục cùng lão cửu hai người các ngươi canh giữ ở giữa đội ngũ phòng ngừa ngoài ý muốn mộ vân ngươi đem truy phong của ngươi thả ra ngoài để cho hắn trinh sát một chút phòng ngừa đột nhiên tới gần bầy thú mấy người gật đầu đều tự tản đi thương sơn lâm gia lấy luyện khí mà nổi danh trong mọi người trưởng bối hoặc nhiều hoặc ít đều có luyện khí sư tồn tại coi như là không có trong tộc phát ra điểm cống hiến cũng đầy đủ bọn họ mua được một hai kiện pháp khí dù sao ở dưới ưu đãi của gia tộc so với tán tu bên ngoài mà nói người trong gia tộc mua một quả pháp khí giá cả liền thấp hơn rất nhiều có thể nói chính là lấy giá thành mua pháp khí đây chính là chỗ tốt của tu sĩ gia tộc so với tán tu có gia tộc ủng hộ mới có thể ở trên đường tu tiên đi xa hơn lâm huyền thanh rót linh khí vào trong tiểu thuẫn tiểu thuẫn liền bắt đầu trôi nổi bên cạnh hắn Thời điểm có nguy hiểm liền có thể tự mình kích phát, vì hắn ngăn cản thương tổn, trong tay Lâm Huyền Thanh cầm thanh nham kiếm của mình, đây là pháp khí phụ thân hắn tự mình luyện chế cho hắn. Trung niên nam nhân thấy tất cả mọi người lấy ra pháp khí của mình, phất phất tay, đội ngũ bắt đầu xuất phát. Chương 8. Trận bàn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đội ngũ chậm rãi xuất phát, trên bầu trời đội ngũ, đầu trúc cơ linh cầm kia đang bay lượn trinh sát động tỉnh bốn phía, mấy vị trưởng lão cùng người áo bào xanh hộ vệ đường gia tộc đều khẩn trương vạn phần. Không phải do bọn họ không khẩn trương, dù sao trong đội ngũ cũng có mấy chục tay mơ luyện khí trung kỳ. Nếu là chỉ có bọn họ, ngược lại là không có gì, hiện tại nhiều bọn họ, ngược lại là có chút khó làm. Cũng may trong đội ngũ có bốn vị trúc cơ cao thủ, có thể trợ giúp bọn họ, ngược lại không cần lo lắng gặp phải yêu thú cấp 2, về phần yêu thú cấp 3, ở bên ngoài sa mạc căn bản sẽ không xuất hiện, dù sao phiến sa mạc này chính là nơi giao thông trọng yếu giữa Ly Châu và Tây Châu, thường xuyên có thương đội quá cảnh, đây chính là nguồn kinh tế trọng yếu của vạn tượng tông, bởi vậy, tu sĩ Kim Đan vạn tượng tông đã sớm thanh lý qua yêu thú cấp 3 của khu vực này, càng đạt thành hiệp nghị với đại. Yêu ở sâu trong sa mạc, không cho phép yêu thú cấp 3 quá cảnh. Bởi vậy, chỉ cần cẩn thận một chút, lấy thực lực của bọn họ phỏng chừng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Huyền Thanh đám người cẩn thận từng ly từng tí tại trong sa mạc đi tới, nhưng rất nhanh, trong sa mạc nhiệt độ cao khiến cho bọn họ khổ không thể tả, trong sa mạc mênh mông vô bờ, căn bản cũng không có có thể hóng mát địa phương. Ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống, nhiệt độ trong sa mạc liên tục tăng cao, nhiệt độ cao 450 độ làm cho đám người Lâm Huyền Thanh khổ không thể tả, Lâm Huyền Thanh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng linh lực che kín toàn thân, tận khả năng giảm bớt thương tổn của nhiệt độ đối với hắn nhưng tác dụng không lớn tác dụng không lớn nhưng tốt xấu gì cũng có thể giảm xuống nhiệt độ cao làm cho người ta khó chịu một chút mọi người có chút khó chịu chỉ có thể điên cuồng rót nước để chống đỡ nhiệt độ cao không ngừng đột kích chỉ chốc lát sau nước trong túi da trên lưng lạc đà bắt đầu nhanh chóng giảm bớt lâm huyền thanh nhìn pháp y trên người các hộ vệ gia tộc xung quanh có chút hâm mộ nếu có một kiện pháp y nóng lạnh như vậy thì tốt rồi nhưng với linh lực ít ỏi của bọn họ trong luyện khí trung kỳ phỏng chừng cho dù là cho bọn họ cũng không có cách nào vận chuyển. Đúng lúc này, Lâm Huyền Thanh đột nhiên cảm thấy một cổ cảm giác mát mẻ từ bên cạnh truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trên người Lâm Huyền Dịch bên cạnh truyền đến từng trận hàng khí. Lâm Huyền Thanh tinh tế nhìn lại, phát hiện linh lực phủ kín toàn thân, bốn phía tản ra từng trận cảm giác mát mẻ. Đúng vậy. Lâm Huyền Thanh vỗ vỗ trán mình, đây không phải là có sẵn sao. Hắn vỗ vỗ một bên Lâm Huyền Minh, tiểu tử này bởi vì thân thể khá béo, đã sớm nóng đầu đầy mồ hôi, đang ở nơi đó điên cuồng rót nước, hạ thấp nhiệt độ cơ thể của mình. Lâm Huyền Minh có chút khó hiểu quay đầu nhìn về phía hắn, hắn chỉ chỉ Lâm Huyền Dịch ở một bên, ý bảo một chút. Thấy tình trạng của hắn. Lâm Huyền Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhảy xuống lạc đà, leo lên lạc đà của Lâm Huyền Dịch, ông lấy hắn. Cảm nhận được cảm giác mát mẻ truyền đến, Hắn không khỏi thở dài một hơi. Rốt cục mát mẻ xuống, cái này chết tiệt nhiệt độ cao, mau đem thịt trên người ta đều mau nướng chín, cũng may hiện tại mát mẻ một chút. Lâm Huyền Minh có chút may mắn thầm nghĩ. Lâm Huyền Thanh nhìn động tác của hắn, khóe miệng co rút, lại nhìn tư thế của hai người bọn họ, quyết đoán lắc đầu, vẫn là không cần cường nhân khóa nam. Lâm Huyền Thanh vỗ vỗ còn lại lạc đà, hướng về bên cạnh tới gần một chút như vậy nhiệt độ cũng có thể hơi thấp một chút. Lâm Huyền Dịch cảm thụ được phía sau truyền đến cảm giác dầu mỡ, sắc mặt vặn vẹo, vội vàng đẩy Lâm Huyền Minh ra, thi triển một đạo thuật trừ bụi đem vết bẩn trên người trừ đi. Lâm Huyền Minh cười hắc hắc, sẽ tiếp tục tới gần, dù sao chỉ cần mát mẻ, ai quản hắn là tư thế gì, dù sao hắn da mặt dậy, không quan tâm những thứ này. Nhìn động tác của hắn, Lâm Huyền Dịch có chút kháng cự, vội vàng ngăn cản hắn cũng từ trong túi trữ vật móc ra một cái trận bàn giữa trận bàn đặt một viên hạt châu màu lam hạt châu trong suốt long lanh phía trên còn có từng trận hàng khí truyền đến đây là người trong nhà ta cho ta trận bàn chuyển hóa linh khí dùng để tu luyện hướng trong đó bỏ vào linh thạch là có thể chuyển hóa ra băng thuộc tính linh khí đừng tới gần ta sau khi nói xong ghét bỏ nhìn lâm huyền minh lâm huyền minh cười hắc hắc tiếp nhận trận bàn hắn đưa tới cũng vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra linh thạch đặt ở trên trận bàn, quả nhiên, trên trận bàn liền truyền đến linh khí thuộc tính băng nhẹ nhẹ, rất là mát mẻ. Lâm Huyền Thanh nhìn trận bàn trước mắt, có chút kinh ngạc, trong đầu linh quan chợt lóe, vội vàng hỏi. Huyền dịch, phạm vi lớn nhất của trận bàn phóng thích linh khí là bao nhiêu? Lâm Huyền dịch sửng sốt, sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cái này ta còn chưa thử qua, bất quá, phỏng chừng phạm vi năm sáu trượng vẫn có thể. Lâm Huyền Thanh trầm ngâm một chút, sờ sờ cầm của mình, vậy là đủ rồi. Để tôi làm một cái điều hòa dị giới. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền Thanh quyết đoán lớn tiếng nói. Mọi người dừng lại một chút, đây là một thứ tốt, có thể chống lại nhiệt độ cao trong sa mạc. Nói xong, Lâm Huyền Thanh giơ trận bàn trong tay lên, hướng mọi người ra hiệu. Mọi người theo tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy trận bàn tản ra băng thuộc tính linh khí mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng lâm huyền hắn giọng một cái tiếp tục nói trong tay ta cái này là chuyển hóa băng thuộc tính linh khí ổ cứng mỗi người chỉ cần giao một khối linh thạch chỉ cần một khối linh thạch ngươi liền có thể cảm nhận được mát mẻ cảm giác như thế nào rất có lời đi hai mắt mọi người sáng ngời nhưng lại có chút lo lắng đầu lĩnh đội ngũ người áo xanh bên cạnh hỏi người đàn ông trung niên trưởng lão mấy tiểu gia hỏa này làm như vậy không tính là vi phạm quy định sao nam nhân trung niên nhàn nhạt cười cười mở miệng nói cẩn thận ngẫm lại linh khí khổng lồ như vậy rốt cuộc sẽ đưa tới cái gì để bọn họ tiếp tục chơi đi các ngươi cứ chờ xem kịch vui đi đám người áo xanh sửng sốt trên mặt đều lộ ra một nụ cười xấu xa mọi người nhìn về phía trưởng lão thấy hắn không có ngăn cản đều cho rằng hắn đã ngầm đồng ý vì vậy mọi người nhao nhao lấy ra linh thạch giao cho lâm huyền thanh lâm huyền thanh đem linh thạch để vào trong trận bàn cũng bắt đầu toàn lực thúc giục trận bàn đem phạm vi linh khí thuộc tính băng mở rộng đến lớn nhất nhất thời mọi người chỉ cảm giác từng trận cảm giác mát mẻ từ bốn phía truyền đến đồng thời hảo cảm của mọi người đối với lâm huyền thanh cũng tăng lên không ít một bên lâm huyền minh nhìn thao tác của hắn có chút bội phục quả nhiên vẫn là hắn có biện pháp đều như vậy còn có thể kiếm tiền vì thế móc ra một viên ngọc giảng đem phương pháp này ghi chép lại mà lúc này sâu trong sa mạc một đám cát bò cạp cảm ứng được cồn các nơi mặt đất truyền đến linh khí ngắn ngủi trao đổi sau liền hướng về linh khí truyền đến phương hướng chạy tới mà lâm huyền thanh còn không biết nguy cơ sắp tới đang đếm linh thạch mọi người đưa tới không thể không nói tu sĩ gia tộc vẫn là rất có tiền dù sao lâm gia am hiểu luyện khí thương sơn vực cùng mấy khu vực phụ cận linh khí thị trường đều là do lâm gia cung cấp nguồn cung cấp, mặc dù là lâm huyền thanh loại này tiểu tu sĩ gia tộc đối với bọn họ trợ cấp cũng là rất sung túc, liền một quả linh thạch vẫn là lấy ra. Chương 9 Đột kích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lâm Huyền Thanh không biết chính là hành động này của hắn vì phiền toái tương lai của bọn họ chôn xuống phục bút. Ngay tại chỗ bọn họ đi tới không lâu, một đám sa hạt đang men theo linh khí ba động bắt đầu hướng về phương hướng của bọn họ chạy tới mà linh cầm trên bầu trời rất nhanh liền tập trung bóng dáng bọn họ nữ tử trên linh cầm truyền âm cho nam nhân trung niên tứ ca phía trước có một đám sa hạt tới đều là nhất giai đoán chừng là hướng về phía chúng ta có nên tiêu diệt chúng hay không nam nhân trung niên nghe vậy truyền âm cho nàng không cần để ý để bọn chúng cho đám tiểu tử này một kinh hỉ để cho bọn chúng hảo hảo kiến thức một chút sa mạc tàn khốc. Nữ tử nghe vậy gật gật đầu, dù sao nơi đó có ba vị trúc cơ, cũng không lo lắng an nguy của bọn họ, chẳng qua là chịu chút đau khổ mà thôi. Chỉ chốc lát sau, đàn bò cạp đã đi tới phía trước đội ngũ, bắt đầu mai phục, chuẩn bị phục kích bọn họ. Nam nhân trung niên ra dấu tay với người áo xanh xung quanh, lập tức bọn họ đều lặng lẽ đề phòng. Đột nhiên Thiên phú của Lâm Huyền Thanh làm cho hắn cảm thấy một cổ dự cảm xấu, Lâm Huyền Thanh đột nhiên cả kinh, vội vàng vận chuyển thiên phú, nhìn về bốn phía. Cái này vừa nhìn phát hiện, bốn phía mọi người cùng với chính mình khí vận thượng đều phát hiện nhàn nhạt hắc khí, Lâm Huyền Thanh nhìn về bốn phía, chuẩn bị tìm ra mốc khí nguồn gốc, nhưng không thu hoạch được gì. Lâm Huyền Thanh trong lòng linh quan chợt lóe, đột nhiên nhìn về phía dưới đất, lập tức liền phát hiện dưới đất có mấy chục đoàn màu trắng khí vận mặc dù không có nhìn thấy bọn họ diện mục nhưng lâm huyền thanh khẳng định dưới đất có vật gì tồn tại nhưng cũng may không có nhị giai tồn tại là luyện khí kỳ còn có thể ứng phó tới lâm huyền thanh không dám do dự vội vàng cảnh báo mọi người địch tập kích dưới đất có thứ gì đó tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng mọi người cả kinh vội vàng chuẩn bị sẵn sàng mà ở dưới đất các bọ cạp thấy chúng nó đã bại lộ vì vậy hướng về bọn họ trực tiếp vọt tới trung niên nam nhân thật sâu nhìn lâm huyền thanh ý vị thâm trường phủi phủi ánh mắt của hắn đây chính là huyết mạch thiên phú theo như lời tộc trưởng sao quả nhiên rất thần kỳ dĩ nhiên có thể sớm liền phát hiện những này các hạt tồn tại sa hạt bị phát hiện phá các mà ra hướng mọi người điên cuồng vọt tới những con bọ cạp lao ra này toàn thân màu vàng phía trước thân thể còn có hai con bọ cạp khổng lồ phần đuôi còn có một cây đuôi kim khổng lồ dương nanh múa vuốt hướng về mọi người vọt tới nhất là trong đó đầu lĩnh một con cá thể càng to lớn cảm nhận được lâm huyền thanh trong tay linh khí trận bàn bắt đầu hướng về hắn vọt tới người áo xanh bốn phía thấy thế phi thường ăn ý thả ra một bộ phận cát rết phóng về phía đám người lâm huyền thanh ở giữa lâm huyền thanh thấy thế khóe miệng co rút nhưng đã không kịp lên án hành vi xả nước của bọn họ nhìn chung quanh có chút bối rối mọi người vội vàng kêu gọi mọi người vây quanh cùng một chỗ lạc đà đặt ở trận doanh ngoại vi những này lạc đà cũng là luyện khí trung kỳ linh thú vẫn là có chút sức chiến đấu trong đó thậm chí còn có mấy con luyện khí hậu kỳ lạc đà tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề nhìn thấy sa hạt vọt tới những con lạc đà này đều có chút bất an nhưng dưới sự dẫn dắt của mấy con lạc đà già trong đó vẫn an ổn trở lại đợi đến khi sa hạt tới gần những con lạc đà này đồng loạt xông lên lấy ưu thế số lượng tuyệt đối ngăn cản xa hạt đột kích nhìn thấy động tác của bọn họ mọi người đều thở phào nhẹ nhõm chỉ là lâm huyền thanh cũng không có buông lỏng dù sao lạc đà là thuần dưỡng sức chiến đấu có thể so ra kém ở giả ngoại săn mồi các bọ cạp quả nhiên rất nhanh đã có mấy con rắn cạp cường tráng thoát khỏi sự kiềm chế của bầy lạc đà lao về phía mọi người trong đó có con rắn cạp đặc biệt to lớn kia lâm huyền thanh vội vàng lớn tiếng nói mọi người chuẩn bị phù triện, công kích cự ly xa trước, có pháp khí phòng ngự đỉnh ở phía trước, không có pháp khí phòng ngự phóng thích pháp thuật ở phía sau, công kích từ xa bọn họ, mọi người không cần lo lắng, chúng ta nơi này chỉ có mấy con yêu thú, không có gì ghê gớm. Mọi người nghe xong lời của hắn dần dần bình tĩnh lại. Lâm Huyền Thanh nhập linh khí vào trong lá trắng nhỏ, pháp khí nhanh chóng biến lớn, Lâm Huyền Thanh đi về phía trước, chuẩn bị phòng ngự những con bọ cạp này trong đám người có được pháp khí phòng ngự đều tự chuẩn bị. Dù sao cũng là tu sĩ trải qua giáo dục của gia tộc, sau khi ổn định lại, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu chuẩn bị pháp thuật. Rất nhanh, pháp thuật phô thiên cái địa hướng về xa khê bay đi, đại đa số là hỏa cầu thuật các loại pháp thuật, trong đó còn trộn lẫn vài đạo trọng lực thuật, nhìn thấy vài đạo pháp thuật, lâm huyền thanh nhíu mày, trong gia tộc tu sĩ có người tại ba a dĩ nhiên học được loại pháp thuật này, lâm huyền thanh không khỏi vì những sa hạt này mặc niệm rất nhanh mặc dù dựa vào pháp thuật cực lớn số lượng ưu thế đánh chết mấy đầu sa hạt nhưng cái kia lớn nhất sa hạt lại tránh đi lâm huyền thanh biến sắc nói với mọi người tất cả mọi người nhắm vào con sa hạt phía trước đó hẳn là thủ lĩnh của sa hạt chỉ cần đánh chết đàn sa hạt sẽ tản đi mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu vì thế mấy chục đạo pháp thuật liền bắt đầu hướng về sa hạt đầu lĩnh mà đi nhưng bọn họ chỉ là luyện khí trung kỳ chỉ thấy trên người đầu lĩnh sa hạt lóe ra hoàng quan nhàn nhạt liền đem pháp thuật cho phòng ngự xuống chỉ là tốc độ có điều giảm bớt lâm huyền thanh thấy thế sắc mặt có chút khó coi còn là một con thổ thuộc tính yêu thú lực phòng ngự rất mạnh a à. vì thế lâm huyền thanh vội vàng điều khiển pháp khí về phía trước chống đỡ đầu lĩnh sa hạt trùng kích mấy tu sĩ có được pháp khí phòng ngự đều đem pháp khí tế xuất ngăn cản sa hạt vương đột kích rất nhanh sa hạt vương vọt tới trước người mọi người, nhìn một mặt cự thuẫn màu vàng ngăn cản nó. Cự ngao của thủ lĩnh sa hạt vung lên, liền đem pháp khí phòng ngự của Lâm Huyền Thanh đánh bay, nhưng rất nhanh thì có một pháp khí khác ngăn cản đường đi của hắn, đồng thời pháp thuật của mọi người còn đang không ngừng tiêu hao hoàng quan trên người nó. Con bò cạp này phi thường phẫn nộ, nhưng pháp thuật không ngừng bày tới quấy nhiễu động tác của hắn, khiến cho nó không thể toàn lực đi đánh tan pháp khí phòng ngự trước mắt phòng ngự pháp khí lại là lấy phòng ngự lực nổi danh, chỉ cần không phải nó toàn lực xuất thủ, lại làm sao có thể đánh vỡ pháp khí, hơn nữa trước mắt phòng ngự pháp khí lại không chỉ một kiện, hắn đánh bay một kiện, liền có một kiện khác phòng ngự pháp khí cho bổ sung lên. Cứ như vậy, hoàng quan trên người đầu lĩnh sa hạt liền dần dần trở nên càng ngày càng ít, rốt cục, sau một tiếng rên rỉ phẫn nộ của nó, hoàng quan trên người sa hạt này bị đánh tán, pháp thuật phu thiên cái địa bao phủ nó, đem nó chém thành mấy đoạn lâm huyền thanh thấy vậy vội vàng kêu gọi mọi người đi trợ giúp ngăn chặn lạc đà bò cạp cát lại phát hiện dưới ưu thế số lượng tuyệt đối những con bò cạp kia đã không còn lại bao nhiêu trong đó biểu hiện nổi bật nhất chính là con lạc đà lâm huyền thanh đã chọn chỉ thấy lâm huyền thanh lựa chọn con lạc đà kia phi thường lão luyện cũng không có ở chính diện tham đoàn mà là chuyên môn tự do ở bên ngoài chiến đoàn thỉnh thoảng dùng móng chân cực đại của hắn đối với sa hạt trong chiến đấu thình lình đến một chút chỉ một hồi này, đã thấy được hai ba con sa hạt luyện khí trung kỳ ngã xuống dưới móng chân của hắn. Lâm Huyền Thanh khóe miệng co rút, người này thật đúng là gian xảo a. À? Dưới sự hỗ trợ pháp thuật của mọi người, đám lạc đà này rất nhanh đã đánh chết những con bò cạp các còn lại. Mắt thấy nơi này chiến đấu đã bị giải quyết, bốn phía người áo xanh cũng liền không có thả nước, dứt khoát lưu loát giải quyết còn lại một sa hạt, bắt đầu khoái trá quét dọn chiến trường loại pháp thuật quy mô lớn này đối oanh, quả thực là sợ ngay người ánh mắt của bọn họ. Chương 10 Nguồn nước Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trung niên nam tử ở một bên nhìn quá trình chiến đấu của bọn họ, hài lòng gật gật đầu, chỉ cần không có bị thương chính là tốt, mặc dù hao phí có chút lớn, nhưng chỉ cần người sống sót, chính là một chút linh thạch lại tính là cái gì. Sau khi chiến đấu, tất cả mọi người là đặt mông ngồi ở cồn các bên trên, vừa rồi chiến đấu trong bọn họ đại đa số đều phóng thích đại lượng pháp thuật còn có người kích phát phù triện trong đó đa số trong thân thể linh khí đều tiêu hao hầu như không còn lâm huyền thanh nhìn cảnh tượng trước mắt lắc đầu hắn ngược lại là tiêu hao không lớn dù sao hắn điều khiển phòng ngự pháp khí chỉ là thần thức có chút hao tổn cũng may hắn hai đời làm người tinh thần lực cường đại điểm này tổn thương ngược lại không có đáng ngại hắn ngược lại nhớ tới cái gì đi về phía thi thể đầu lĩnh sa hạt mọi người nhìn lâm huyền thanh tinh lực sung túc có chút khiếp sợ dù sao pháp khí phòng ngự của hắn đã bị đầu lĩnh sa hạt đánh bay nhiều lần mà tại lâm huyền thanh không nhìn thấy địa phương mọi người khí vận phân ra một tia hướng về hắn hội tụ mà đi thông qua trận chiến này hành động của lâm huyền thanh đã đạt được sự tán thành của bọn họ bởi vì hắn thiên phú đặc thù mọi người đối với hắn tin phục đồng thời một luồng khí vận đồng thời hội tụ ở trên người của hắn nhưng lúc này Lâm Huyền Thanh lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Khí vận đại biểu cho thế giới đối với một sinh linh chiếu cố trình độ, càng nhiều khí vận cũng liền đại biểu thế giới đối với người chiếu cố càng sâu, khiến cho người có thể đạt được càng nhiều cơ duyên, linh khí khí càng thêm thân thiện. Lâm Huyền Thanh đi tới bên cạnh thi thể sa hạt, gõ gõ vỏ trên người sa hạt, sau đó lật nó lại, quả nhiên nhìn thấy thịt trắng nõn bên trong, ánh mắt hắn sáng ngời, vội vàng kéo thi thể đi tới bên cạnh mọi người mọi người nhìn hành vi của hắn có chút khó hiểu huyền thanh ngươi làm gì vậy đem nó kéo tới đây làm gì nhìn hành động của hắn trên mặt lâm huyền minh có chút hoang mang mở miệng hỏi xác của sa hạt mặc dù là vật liệu luyện khí tốt ngươi đem toàn bộ thi thể kéo tới đây làm gì các ngươi coi chừng đi để ta làm cho các ngươi một đạo canh sa hạt đối mặt với câu hỏi của hắn lâm huyền thanh vừa cười vừa nói thịt bò cạp cái này có thể ăn sao? Mặc dù là hỏi như vậy, thân thể Lâm Huyền Minh vẫn không tự giác nhích lại gần. Hắn chính là cái địa đạo tham ăn, bằng không dáng người này là như thế nào tới đây. Đối mặt hắn hỏi, Lâm Huyền Thanh thần bí cười, từ trong túi trữ vật móc ra một cái cực đại nội sắc. Lần này trong nháy mắt liền khiến cho mọi người dở khóc dở cười, nhà ai đi ra lịch lãm còn mang nội sắc, lần này mọi người ngược lại đối với hắn có chút chờ mong lâm huyền thanh từ trong túi trữ vật lấy ra gia vị để cho lâm huyền minh một bên nóng lòng muốn thử đem thịt bò cạp lấy ra hắn từ trong túi trữ vật lấy ra nước sạch sau khi rửa sạch thịt bò cạp lâm huyền thanh liền thêm thịt bò cạp vào trong nồi sắt bỏ vào một ít gia vị liền đậy nắp lại bắt đầu nấu trong chốc lát liền truyền đến mùi thơm mọi người sau khi nhìn thấy đều là có chút giật mình không nghĩ tới thịt bò cạp lại có thể làm ăn ngon như vậy lâm huyền thanh kêu gọi mọi người đến thưởng thức một chút mỹ vị của mình sau khi mọi người nếm qua đều khen ngợi tay nghề của hắn người áo xanh cách đó không xa nhìn bọn họ ăn ngấu nghiến đều là có chút ngon miệng đang chuẩn bị đi qua chia sẻ một chút lại thấy mọi người ăn ý vây quanh lẫn nhau hiển nhiên là đối với hành vi xả nước vừa rồi của bọn họ có điều bất mãn mọi người thấy thế có chút bất đắc dĩ dù sao đều là con cái trong gia tộc mình không thành còn có thể cưỡng đoạt không được kết quả là mọi người chỉ có thể nhìn bọn họ ăn mà chính mình thì ở một bên gặm bánh mì rất nhanh làm người liền tiêu diệt bữa ăn này đem chiến lợi phẩm quét dọn cũng phân phối xong mọi người lại lên đường bất quá lần này lâm huyền thanh ngược lại là học ngoan cố ý khống chế trận bàn linh khí phát ra lượng khiến cho linh khí ba động tận lực giảm nhỏ như vậy xuống dưới ngược lại là không có bị hấp dẫn giả thú mấy ngày kế tiếp tất cả mọi người đều tra tấn qua lại giữa nhiệt độ ban ngày và nhiệt độ ban đêm lâm huyền thanh cũng rốt cục hiểu được gia tộc vì sao muốn bọn họ tới nơi này rèn luyện dù sao nhiệt độ cao cùng hoàn cảnh gian khổ nơi này quả thực có chút quá mức khó có thể thừa nhận nhưng chỉ cần kiên trì tinh thần của người hạ xuống quả thật có thể được rèn luyện sau vài ngày đi đường tình trạng tinh thần của mọi người đều có chút mệt mỏi cũng may tất cả mọi người đều là người tu tiên cũng không đến mức tóc rối bù chỉ là tình trạng tinh thần của mọi người có chút kém hơn nữa nước của mọi người đều sắp dùng hết đây là một vấn đề rất nghiêm trọng dù sao bọn họ còn chưa đạt tới trình độ tích cốc hoàn toàn tiếp tục như vậy rất dễ mất nước dẫn đến một ít vấn đề không cần thiết sau khi hỏi người áo xanh xung quanh lâm huyền thanh nhận được câu trả lời quả thật để cho hắn tự lực cánh sinh lâm huyền thanh có chút bất đắc dĩ đành phải mạnh mẽ thi triển thủy cầu thuật nhưng ở trong sa mạc này thủy cầu thuật hiệu quả rất kém cỏi chỉ có thể ngưng kết ra nắm tay lớn nhỏ một đoàn thủy cầu, tiếp tục như vậy coi như đem hắn mệt chết cũng không chiếm được sung túc nguồn nước. Bất quá Lâm Huyền Thanh cũng không phải là không có cách nào, nếu tu tiên không giải quyết được biện pháp, vậy thì dùng khoa học phương pháp đến giải quyết. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, ngươi hẳn là biết nơi đó có nguồn nước, mang ta tìm được gần nhất một chỗ nguồn nước, ta liền cho ngươi hai khỏa thú linh đan, chính là ngươi ngày đó ăn loại kia ánh mắt lão lạc đà sáng ngời dùng sức gật đầu lâm huyền thanh lấy ra hai viên thú linh đang cấp một đưa cho hắn lão lạc đà sau khi ăn đang dược liền bắt đầu đi về một phương hướng hắn vội vàng kêu mọi người đuổi theo chung quanh người áo xanh nhìn về phía một bên trưởng lão trung niên nam nhân cười cười sau đó hứng thú nhìn động tác của hắn ý bảo mọi người đuổi theo hắn hắn đại khái đã biết lâm huyền thanh chuẩn bị làm gì bất quá hắn chỉ sợ nghĩ sai rồi ở trong sa mạc tất cả nguồn nước thường thường đều có yêu thú chiếm cứ dưới tình huống như vậy hắn ngược lại muốn nhìn xem lâm huyền thanh muốn làm gì bây giờ bất quá ngoài dự liệu của hắn chính là lâm huyền thanh cũng không có hướng về nguồn nước phương hướng mà đi mà là đi theo lão lạc đà vượt qua một mảnh cồn cát về sau đi tới trong sa mạc một mảnh cồn cát cao lớn phía dưới lâm huyền thanh nhìn trước mắt cồn cát đấy nhìn về phía nó chỉ thấy nó làm động tác đào cát hắn lập tức hiểu ra Lâm Huyền Thanh vội vàng mang theo mọi người đào móc lên. Ngay tại mọi người đào móc một đoạn thời gian sau, liền đào ra một cái hố sâu thật lớn. đáy hố sâu đã có ước ác các xuất hiện. Mọi người thấy thế, càng kinh càng thêm hăng hái, vì thế càng thêm ra sức đào lên. Rất nhanh, dưới đất liền chảy ra nước. Chỉ bất quá nước này có chút vẫn đục. Nước này có thể uống sao? Ai đó trong đám đông hỏi. Lâm Huyền Thanh thần bí cười, đi tới hố sâu phụ cận bắt đầu thi triển pháp thuật lúc này trong hố đục ngầu hơi nước bắt đầu nhanh chóng giảm bớt hóa thành từng đợt từng đợt hơi nước ở trong tay của hắn một lần nữa ngưng kết thành thủy cầu đây là thủy cầu thuật sau khi lâm huyền thanh cải tiến chỉ định phạm vi tác dụng của thủy cầu thuật trong phạm vi nhất định ngưng tụ hơi nước trong đó thành thủy cầu lâm huyền thanh đặt tên pháp thuật này là tình thủy thuật mọi người bên cạnh có chút thán phục pháp thuật của hắn vì thế vội vàng đem nước cất vào trong túi da của mình Trung niên nam tử nhìn pháp thuật hắn sử dụng, âm thầm gật đầu, truyền âm cho Lâm Huyền Thanh. Pháp thuật của ngươi không tệ, trở về thu hắn vào tàn thư các của gia tộc, sẽ có người cống hiến cho ngươi. Lâm Huyền Thanh nghe vậy, biết là trưởng lão truyền âm, có chút hưng phấn, yên lặng gật gật đầu.